phải so sánh cái bàn tay nó bự cỡ nào nữa chứ. Nhìn vậy không thấy đâu. Đó, bự gấu không? Wow, đó. Con này đẹp phải chú ha. Đó đây bàn tay con mình là cha phải sai người ta so sánh tay. Con này đẹp mà chú này, con này vô hình đẹp quá trời luôn. Tại con, vì chú thiếu thiếu con, đèn á. Con này với cái con dưới giống nhau đó, hai con đó, con dưới con gì đó. Chú thiếu đèn á, cho chú mà đủ đèn á, mấy cái màu xanh của nó là đẹp lắm. Đèn của chú hơi yếu. Yếu tại vì mở thì thường thường lấy gì là đủ rồi, không muốn là mở nhiều. Ủa chú tăng được hả? Em mở thêm cái đèn kia. Cái này để cân bóng thôi. Sự hồ chú bự quá mà, với lại nó qua mấy cái ống kính này nè.